Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3, trang 71, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Câu hỏi thứ nhất, có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Câu hỏi thứ hai, có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? Câu hỏi thứ ba, hãy sưu tập tư liệu và mô tả một giống cây trồng đa bội ở Việt Nam. Như các em đã biết, đây là một câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tế. Vậy, để trả lời câu hỏi này, các em phải nghiên cứu thật kỹ nội dung bài 24, đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiếp theo trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 69, đồng thời kết hợp kiến thức thực tế, tìm hiểu thêm thông tin để trả lời câu hỏi này. Cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Với câu hỏi thứ nhất, ta có thể nhận biết các cá thể đa bội bằng mắt thường thông qua dấu hiệu đó là tăng kích thước cơ quan của cây, đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn. Cô lấy ví dụ như đa bội hóa ở nho. Nho tứ bội, quả có kích thước lớn hơn nhiều so với nho lưỡng bội 2N. Hay tế bào hạt phấn có kích thước lớn hơn so với tế bào hạt phấn bình thường. Câu hỏi thứ hai, ta có thể ứng dụng sự tăng kích thước của thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ cây rừng. Sự tăng kích thước của thân, lá, củ trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường, đặc điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để chọn giống có năng suất cao và chống chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi của môi trường. Câu hỏi cuối cùng, một số cây trồng đa bội ở Việt Nam, ví dụ như củ cải đường, cây cà độc dược, cây chuối nhà. Cô sẽ mô tả về cây chuối nhà như sau. Cây chuối nhà là giống cây đa bội, có nguồn gốc từ cây chuối rừng, quá trình hình thành như sau. Đầu tiên, do điều kiện không bình thường trong quá trình phát sinh giao tử, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở chuối rừng không phân ly trong giảm phân, hình thành giao tử 2N. Giao tử này kết hợp với giao tử bình thường N tạo ra hợp tử tam bội 3N. Hợp tử này cho quả to, ngọt, không hạt nên con người đã giữ lại trồng. Vì không có hạt nên người ta sẽ phải nhân lên bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng để tạo thành chuối nhà. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 3, trang 71, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.